Bạn lấy cho anh quay ngang rồi đấy. Đấy, quay kiểu đấy. Quay chưa? Rồi ạ. Lúc biết là nó vàng số mình. Nhiều trích nhỉ? Và nhiều chim trích nhỉ? Mái tươm này trở đi nó đều dép này. Ui cả chuột mẹ. Ui kìa, ui lăng. Ui cho nó chui ra đấy đánh cháu nè. Con này là con mẹ luôn. Vẫn con. Còn mấy con nữa ấy. Vừa to. Ấy. Đấy. Đâu chỉ có cái con nó chảy ra rồi đấy. Được rồi. Đây. Nó cắn. Cầm lòng ra. Đau kìa. Ấy nó cắn. Dặn về thì vợ đang ngạch ở nhà không mẹ. Đây. Ui. Ở đó đó. Trịch luôn. Phịch luôn đấy, nó trong đấy. Ờ thôi được. Trịch luôn. Ở đâu? Ờ anh không ăn cơm anh về trong đấy nha. Ăn cơm nha. Xong bắt xong bây giờ nên yeah. To. Ờ, xong tí về ăn cơm nhé. Anh khoảng 10 giờ nha. Chưa nói xong tắt máy xong. Ấy. Trịch. Đuổi hàng vào. Ui mẹ, hàng này cháu hàng chìm hay sao mà nó cắp nhiều giờ mà. Tiền nhé. Vừa mới sáng quá anh chưa vào. Ấy. Chó nó chạy hẳn ra xuống lấy đuổi nhưng mà. Đây. Đâu rồi? Đây. Chó nó chạy ra xuống kia nào. Đây rửa bát để rồi. Em không biết nhưng mà chỉ biết ở trong này để sợ. Đó như heo đầu. Đây.
xàm lắm. Ý. Kéo đuôi ra, kéo đuôi ra, kéo đuôi ra. Cứ cho nó chạy ra ruộng đi. Đây đây. Chửi ra ngoài, không cho nó vào trong vớ. Đấy, được rồi. Mình còn chưa làm gì. Bắt bắt nhái thả ở đây chuột sẽ ăn luôn. Cái thứ đứng ở kia nó chạy mất rồi. Quốc này, quốc. Đấy rồi, đấy đấy, sơn sơn rui rui đi. Chậm chậm. Từ từ từ. Thôi đừng quốc nữa. Đưa anh Phương này, kinh nghiệm của anh Phương giải quyết được. Quốc nhẹ nào anh. Quốc ở trên dọa. Hiện nay không có đường nào khác rồi. Hết đường rồi. Chưa chuẩn bị áo đấy. Chơi bắt sống đi gần. Bây giờ rung rung. Hở mẹ cái đâu kìa, nó vẫn thấy nó không được thuận đâu. Đấy, ra rất phí. Đấy, ra luôn. Đó, ra luôn. Đó, nó phí nữa. Chú phải ke tay vào nó vào, ra đấy phát ra chú phải. Nó không có đâu đâu một chiều à? Không đưa một chiều à? Đấy đưa một chiều hơn gì nào? Đó. Thế nào mà lại còn không nó chạy vào nó vẫn chạy ra được ấy. Đấy. Đấy nó lại chụt ra thôi. À. Đợi đẩy tay vào lỗ đấy để đấy. 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 Bắt được rồi, bắt được chưa? Đấy. Phải bắt sống. Đổ luôn vào trong ấy. Hay là để quay đã. Bắt rồi, bắt rồi. Đây. Quay kết định mà con này to nó cũng ăn luôn. Ui, hai con này to đấy. Ui, mẹ to nhất đan luôn. Được đấy, vẫn có con nữa đấy. Chết rồi. Con này còn đẻ à? Còn đẻ chứ không có dân con này còn. Ui. Cứ tát vào trong cống này chứ. Quay, cứ quay đi, quay để anh cắt. Ui, to thế. Ui. Mấy hàng này mà quốc à? Có thể phục khác. Mình phải quốc dần đấy chứ. Chụp thu, chụp thu. Đi vai mà chưa ăn đấy dép. Thì họ đàn bắt cực này. Bà con ơi nhé. Cái này thì bạn phải lợi nhuận nó phải chiến sang 100 thôi.
Thank you.
Hồi nãy anh chụp cái đàn này nhiều. Nếu anh chụp cái đấy làm thương rồi thì em chỉ được quay qua. Ăn ở đâu đây? Đây. Ăn tại đây à? Dưới sáng này em? Không. Ở bật cái điện kia lên. Điện này mà được. Được cái gì mà được? Đây là thiếu ấy. Thiếu lặng. Chả có gì năm. Nếu mà ăn đầu thì gọi cái nồi đầu nữa. Thế là xong. Năm nồi đầu nhảy vào đây. Để bật.
có cả rúi. Sơn đây có mua mẹ em đây. Quay. Liên đó. Quay á. Đang quay đi bên đấy. Cầm ra đây này. Tôi quay đấy.
trộn lên chú nhỉ. Sao không lấy tay trộn? Sợ tay này phải cố gắng tay nhé. Đấy, như thế nữa đấy. Khẩu xương thì không sợ nhưng mà nó quay vào phi nó không được vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, thích chọn tay, chọn thế này hơi việc. Cho cả đoạn nọ đoạn kia vào. Không phải mạnh.